kính chào quý vị và các bạn. Với diện tích lên tới 400 ha nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 2 km, Tuần Châu được xem là hòn đảo đẹp nhất trong số gần 2.000 hòn đảo ở tại vịnh Hạ Long. Ngoài ra thì nơi đây lại có giao thông thuận tiện cả về đường thủy lẫn đường bộ nên không quá khó khăn để du khách khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Đến với Tuần Châu chắc hẳn du khách không thể nào bỏ lỡ cơ hội được vùng vẫy tại những bãi biển với cát mịn màng cùng làn nước trong xanh và cả cảnh quan núi non tuyệt đẹp. Cùng với đó là tham gia nhiều trò chơi thú vị như lướt ván, cano, chèo thuyền và cả mô tô nước. Không chỉ có vậy, nơi đây còn nổi tiếng với những khu vui chơi, giải trí thú vị, trong đó phải kể đến các khu vui chơi ngoài trời khá rộng, lên tới 5 ha tái hiện lại các kỳ quan thiên nhiên thế giới hay câu lạc bộ xiếc thú, biểu diễn cá heo, hải cẩu, thích hợp cho nhiều đối tượng khác nhau từ trẻ nhỏ cho đến những người lớn tuổi và cả các bạn trẻ ưa thích khám phá. Dự báo thời tiết ở thành phố Hạ Long trong những ngày sắp tới hầu hết không mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ ở vài nơi vào ban đêm nên rất thuận lợi cho hành trình khám phá, tham quan của du khách khi đến với Tuần Châu hay nhiều điểm đến ở thành phố biển xinh đẹp này, với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 29 cho đến 30 độ và thấp nhất về đêm sẽ là từ 20 cho đến 22 độ. Với các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ, thời tiết cũng rất thuận lợi. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường bổ sung xuống nên trong vòng 3 ngày tới ở đây tiếp tục trong quá trình giảm nhiệt, thời tiết chuyển mát dần và se lạnh vào lúc sáng sớm, khi mà nhiệt độ thấp nhất ngày trên toàn khu vực không vượt quá ngưỡng 22 độ. Trời khá nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây và nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất ngày không vượt quá 32 độ. Thời tiết đầu thu ở các tỉnh Bắc Bộ rất đẹp, thích hợp cho hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Tuy nhiên, thời tiết chuyển lạnh dần, nhất là ở các khu vực vùng núi nên du khách phương xa đến đây nhớ mang theo quần áo ấm để đề phòng những đợt rét có thể đến sớm. Ở các tỉnh Trung Bộ, ở rìa phía Nam, không khí lạnh tăng cường, đồng thời trên cao chịu tác động mạnh mẽ bởi nhiễu động gió đông, nên thời tiết trong vòng 3 ngày tới có mưa nhiều, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Phú Yên tiếp tục là tâm mưa, với mưa vừa rải rác, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thêm vào đó là mưa lớn sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp. Thời tiết các khu vực này không thuận lợi cho du lịch và mọi hoạt động ngoài trời khác. Vùng cao Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng chính bởi rìa xa phía Nam lưỡi áp cao lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động không mạnh. Thời tiết nhiều mây nhưng ban ngày giảm mây và có lúc nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ban đêm mưa giảm chỉ còn chủ yếu ở vài nơi. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ do tác động từ xa của không khí lạnh, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Nền nhiệt thấp nhất ở đây trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ và cao nhất ngày là từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực các tỉnh Nam Bộ trong vòng 3 ngày tới cũng khá nhiều mây, có lúc giảm mây và nắng gián đoạn. Mưa xảy ra không kể ngày đêm, nhưng mưa lớn phần nhiều xảy ra vào chiều tối và đêm. Những cơn mưa này thường kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Du lịch và mọi hoạt động ngoài trời khác cần lưu ý. Nền nhiệt cao nhất ngày trên toàn khu vực ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất ngày là từ 23 cho đến 26 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình số VTC. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.